Quỷ à, giờ này mới chịu đánh răng hả? Đi ra từ sớm giờ mà giờ này mới đi đánh răng. Trời, đánh cũng còn sức đánh quá chứ. Đi chia chân ha. Quá trời rồi, sức khỏe thì tràn trời luôn ha. Quỷ à, ba bom, ba bốn, ba đâu mà ba, tao nhớ kỹ lắm mà, bốn, bốn mà ba đâu mà ba. Quỷ, bốn, tôi đếm nè, sáng nè, trưa nè, chiều nè, tối nè, bốn. Vẫn có ba con. Ba, ba, chết mẹ em và chồng rồi, chiến này ngu đồ về bển luôn. Bà mẹ này ra, con nhỏ gì con dâu gì mà sớm sáng đã ba mà. Nó nói cái gì đâu, ba bốn gì, bốn gì tùm lum tà la chứ, nó nói cái gì đâu á, sớm sát thì con dâu này. Ủa bà đi đâu bà? Tôi đi về bển. Về bển làm gì? Cái vụ gì mà về bển chạy? Sao bà không vô cơm nước vậy chân hả? Tôi đi về bển. Khi nào tía mắt tôi mới dài. Cái gì vậy trời? Sao mới đi ra đồng chút xíu mà làm gì trời? Nó nổi tiếc rồi. Gì tía? Sao mà chứ làm gì vợ con về bển rồi có khó dễ gì nó không hả? Không, sáng tía chút miệng nè, rồi anh ra nó dò đầu tía, nó dâu gì cũng sơn sen nữa. Cái tía nói ba, cái nó nói bốn, cái nó nói ba, cái nó nói bốn mà anh cãi tao vậy đó. Cái đầu quay ngang tao quay lên tao đứng vậy thì bỏ đi về luôn á. Muốn cái gì đó thì mày mà hỏi biết mày hỏi nó thôi. Tao không biết cái vụ gì nữa, cái gì ba bốn đó. Chết mày ơi. Trời ơi trời, chuyện của đêm hôm lậu ơi. Rồi con đi coi, con đi bển rồi, con nói dùng gì đó thì hỏi nó không biết nha. Để con đi về bển mày được. Trời ơi trời, chuyện đêm hôm nhỏ này sấn xa sấn sát. Trời ơi trời, dạo mình đi qua bên mẹ mình được không, gài nó không về nhớ chết luôn. À, mẹ đâu vẫn trời ơi, chị con mới quà hả con? Xin lỗi mẹ. Trời ơi, bận bộ đồ của vợ con, tưởng đâu là vợ con. Trời ơi, cái đồ của mẹ nó chưa giặt giờ nó mới giặt lên, mẹ mượn đồ của đồ nè. Trời ơi, nhỏ này thiệt tình, nhà bà già vợ nữa. Gì vậy? Thôi con về mẹ ơi. À, con đi về, con về. Không, con về mẹ ơi. Thôi, mẹ ăn cơm đi, con đi về. Không được. Chết. Trời, trời. Thôi anh, qua gặp bà cho vợ nữa rồi. Bà luôn rồi. Con đi về mới được. Chết tôi luôn. Ủa? Em đi đâu đây trời? Anh đi qua kiếm em hả? Trời ơi, trời.
Mày sao đi tới đây rồi đi về? Thôi anh đi về mới được. Ở lại ăn cơm. Thôi đâu không ở lại ăn cơm. Trời ơi trời. Sao vậy? Chừng nào mẹ mất đi rồi anh mới về. Ủa? Thôi anh đi về mới được. Mình nữa. Cho anh hôn cái coi. Ừ. Vậy để tối lại ăn cơm đi. Tối. Thôi chừng nào mẹ mất đi anh mới về. Thôi anh đi về nha. Bye bye nha.